Hà Nội mưa lớn vượt kỷ lục năm 1986. Hà Nội vừa trải qua trận mưa lớn kéo dài 2 giờ với vũ lượng ở Trạm Láng vượt mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 1986. Mưa dông được dự báo kéo dài trong vòng 2 ngày tới. Chiều ngày 29 tháng 5, Hà Nội mưa lớn kéo dài từ 14 giờ đến 16 giờ gây ngập lụt sâu nhiều tuyến phố. Theo kết quả quan trắc, khu vực mưa lớn nhất là Cầu Giấy với vũ lượng lên tới 180mm. Một số quận nội thành khác mưa phổ biến từ 90 đến 110mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trận mưa xảy ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén. Đồng thời, hiện tượng dông xuất hiện ở Sơn La, Hòa Bình và phía nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển về Hà Nội gây mưa lớn với cường độ lớn trong vòng 2 giờ. Với lượng mưa 140mm, Trạm Láng ghi nhận kỷ lục về lượng mưa tích lũy theo ngày trong vòng 36 năm qua. Lần gần nhất, khu vực ghi nhận mưa 132mm trong vòng 2 giờ là ngày 18 tháng 6 năm 1986. Trao đổi với báo chí, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hà Nội cho biết, do cường độ mưa lớn trên diện rộng và kéo dài suốt 2 giờ, nhiều nơi ở lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ và khu vực Long Biên xảy ra ngập úng. Đến tối ngày 29 tháng 5, nước đã rút hết ở nhiều tuyến phố, chỉ tồn tại một số điểm ngập ở phố Trần Cung, Trần Bình, Phan Văn Trường. Đơn vị đã bố trí lực lượng thiết bị để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng do mưa lớn gây ra. Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 29 đến ngày 31 tháng 5, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Trong khi đó, đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Chiều và đêm 30 tháng 5, mưa lan rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ ở khu vực thượng lưu từ 2 đến 4 m, hạ lưu 1,5 đến 2 m. Trong đợt này, mực nước trên một số sông suối nhỏ khả năng lên báo động 1 và 2. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh thành phố vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tại Hà Nội, mưa lớn khả năng tiếp diễn liên tục từ đêm 29 đến ngày 31 tháng 5, kèm theo dông sét, gió giật. Tình trạng ngập lụt có thể tái diễn khi mưa trút xuống nhanh trong thời gian ngắn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.